Ở Lương Hòa Lạc thì mốt chị đặt về Lương Hòa Lạc cái sau ghi địa chỉ thị trấn Chợ Gạo. Thị trấn Chợ Gạo nó cách Lương Hòa Lạc tới gần 20 cây luôn mà. Ủa dữ vậy? Đi xó đi, sao đi xó đi. Rồi rồi để em chuyển lên nha. Đi xó này 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 nha. Xó cái tóc đó chị. Ôi lộn ra giùm em ơi. Em đang hai cục nữa nè. Ấy là lộn ra. Chị thử xong chị để về vô là em ăn 400 mấy luôn á. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của anh Giao Hàng May Mắn. Trong video ngày hôm nay thì sẽ có hai phần. Phần đầu tiên mình sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn đặt ra trong những video lần trước, chủ yếu về chủ đề phỏng vấn và xin việc làm vào giờ tiết kiệm. Và phần thứ hai thì tôi sẽ bóc phốt cái thằng khứa già ra rẻ và coi thường sức lao động của người khác. Nó là khách hàng bơm hàng á. Phần cuối tôi sẽ nói ha. Rồi, về phần trả lời câu hỏi thì có một vài bạn hỏi là khi đi phỏng vấn giao hàng tiết kiệm thì mình phải chuẩn bị hồ sơ gì và có đóng tiền, đóng thế chân gì không? Và câu hỏi thứ hai là khi mà được nhận vào làm shipper rồi thì công việc chính nó sẽ là cái gì? Thì mình trả lời ha, là khi mà các bạn đi phỏng vấn giao hàng tiết kiệm á thì mấy bạn cứ chuẩn bị một bộ hồ sơ bình thường giống như mấy bạn đi xin việc làm công nhân hay là xin bất cứ một công việc phổ thông nào đó. Thì trong cái bộ hồ sơ mấy bạn mua ngoài tiệm có những cái giấy tờ gì thì các bạn cứ lên xã chứng những giấy tờ đó. Cứ đem một bộ hồ sơ bình thường nhất đi xin việc. Mà khi mấy bạn phỏng vấn xong đậu thì nhân sự sẽ hướng dẫn bạn bổ sung thêm hai cái hồ sơ, đó là bảo lãnh của người thân và lý lịch tư pháp. Thì cái này nhân sự sẽ hướng dẫn mấy bạn. Và nhớ là đi làm shipper thì phải có bằng lái ha. Rồi khi mấy bạn đã đậu phỏng vấn được nhận việc thì mấy bạn sẽ phải đóng tiền cọc 2 triệu và mỗi tháng tiếp theo khi lãnh lương mấy bạn sẽ bị trừ thêm 1 triệu nữa. Thì tổng tiền cọc mấy bạn được giữ lại là 5 triệu và khi nào mấy bạn nghỉ thì sẽ được trả 5 triệu này. Rồi khi mà mọi người bắt đầu đi làm shipper thì công việc chính của mọi người sẽ là nhận hàng từ bưu cục và đi giao đến cái khu vực mà mình được phân công. Ngoài ra trên cái khu vực mình phân công có những cái shop người ta gửi hàng đi thì mấy bạn sẽ đến cái shop đó nhận hàng và mang về bưu cục để nhập hàng gửi đi. Rồi khi mấy bạn lấy những đơn hàng từ shop mà gửi qua bên kia, đơn đó bị hủy trả về thì mấy bạn phải có trách nhiệm là đem hàng đó trả lại cho shop. Thì tóm lại công việc chính của mấy bạn sẽ là giao hàng, lấy hàng và trả hàng trên khu vực được phân công. Đó, tóm lại là như vậy. Cục này là 506. Kiểm này trước nha. 506 là cái bộ màu trắng. Màu vàng. Bốn trăm rưỡi là sọc trắng đen. 920. Hôm nay đâu mất tiêu vậy? Nhưng mà gần nửa tháng cái đơn màu vàng đó là nửa tháng rồi đó. Shop nó kéo đi lại hai lần rồi đó. Cái này 1, 2. Đây là cái thao. Rồi sẵn cái video này có một cái khúc mà tôi giao 4 đơn hàng cho cái người khách này á, thì sẵn lên tôi chia sẻ cho mấy bạn một cái kinh nghiệm là khi mọi người giao nhiều đơn cho cùng một khách hàng thì khi mọi người khui ra mọi người phải nhớ cái sản phẩm nào nằm trong cái bao nào, để nếu mà khách có không nhận hàng thì mọi người trả lại đúng cái sản phẩm đó vô cái bao đó. Tại vì á, mỗi một đơn là có một shop, mà nếu mọi người khui ra cho khách xong mọi người không nhớ thì khi khách trả lại mọi người bỏ lộn vô là cái đồ này mà trả về cái shop kia, rồi cái đồ kia mà trả về cái shop nọ, là mọi người sẽ có khả năng bị đền hết hai đơn đó luôn. Tức là vừa giao không được tiền mà còn vừa bị đền nữa, tại vì đồ nó lộn qua lộn lại, báo về trả về shop nó báo không đúng đó. Thì cái chuyện mà giao hai đơn cho cùng một khách mà khách không lấy đơn nào hết là chuyện có xảy ra nha, và lộn là chuyện có xảy ra nha. Nên mọi người, các bạn shipper mới nên cẩn thận cái chuyện này. Rồi bây giờ quay lại tới cái vụ mà thằng khứa già bố láo ra rẻ coi thường sức lao động của người khác, tôi kể cho bạn nghe. Thằng khứa đó cứ làm tài xế, mà tài xế là một trong những cái nghề rất là kỹ với shipper. Tôi kể sơ sơ cho mọi người nghe những cái nghề nè. Thứ nhất là tài xế,
thứ hai là bác sĩ, thứ ba là công nhân, thứ tư là những bà và buôn bán tiểu thương ở trong chợ đó. Thì nói chung á, cái nghề nào cũng có người này người kia, và xã hội thì cũng có người tốt người xấu, thì không thể nào quy chụp được hết tài xế. Tất cả các anh tài xế đều vậy, sẽ có những anh tài xế, những chú tài xế rất là ok. Khi người ta muốn nhận hàng, người ta sẽ tìm cách để nhận, có thể là đưa hàng trước, chuyển khoản, hoặc là nhờ người thân, hoặc là nhờ ai đó nhận hàng giùm. Còn riêng những cái thằng khứa mà tài xế tàu lao bí đao á, mà tôi thấy đa số luôn nha, đa số chứ không phải là tất cả, là hay đi đây đi đó chở khách, đi chỗ này chỗ kia, hoặc là đi đường dài đó tôi không biết. Nhưng mà tóm lại là đặt xong rồi rất là khó giao luôn, hẹn từ ngày này qua ngày khác mà không bao giờ bắt máy, hoặc là bắt máy lên xong nó đang chạy xe không nghe máy được. Ai cũng có công việc, ai cũng có đặc điểm riêng, của đặc thù của nghề nghiệp. Nhưng mà mấy bạn đừng có vì cái nghề nghiệp của mấy bạn, của mấy anh mấy chú mà làm ảnh hưởng đến nghề nghiệp của người khác. Tụi con cũng đi giao hàng, cũng kiếm từng đơn, mà thứ nhất là đã không giao được lần đầu là cái đơn đó không còn được nhiêu tiền á. Giao lần đầu sẽ được thưởng tỷ lệ giao thành công lần đầu, đã hẹn là đã không khoái rồi. Xong rồi ngày này qua ngày khác, hẹn từ ngày này qua ngày khác, sáng hẹn chiều, chiều hẹn ngày hôm sau. Quỷ, giao đủ đơn đủ ca xong quỷ rồi kéo giao lại. Shop người ta đã chốt được cái đơn đó rồi, cái đơn 800-900 ngàn, 600-700 ngàn người ta lời trong đó. Xong mới đầu shop nghe lời khách nói là giờ đang chạy xe 3-4 ngày chưa nhận được, cái giờ shop kéo giao lại. Kéo giao lại là phải shipper phải giao lại, giao tiếp trong những ngày mới, trong những ngày sắp tới, lại tiếp tục giao tiếp thêm 3-4 ngày nữa, lại tiếp tục hẹn tiếp, xong lại đủ ca lại quỷ, xong lại shop nó lại kéo giao lại nữa. Mà mỗi một lần kéo giao lại là shop tốn tiền ship, mà shop tốn tiền ship thì shipper phải giao lại cho đủ số lần giao cho đúng quy trình quy định. Thì mọi người cứ đếm nha, lần đầu tiên là phải giao 3 ngày, tối thiểu là 3 ngày, đôi khi phải giao thêm 4-5 ngày nếu mà shop người ta kêu chờ đó để coi chừng nào khách lấy đó. Tối thiểu là 3 ngày, đôi khi là 4-5 ngày. Xong rồi đủ rồi thì quỷ xong shop nghe lời khách nói giờ đang bận chưa nhận được, khi nào về nhận lại, kéo giao lại là kéo thêm 3-4 ngày nữa, là 6-7 ngày. Rồi 6-7 ngày xong rồi quỷ xong lại shop lại nghe lời khách nói là chưa về được, lại kéo thêm lần nữa, là shop tốn gần cả 100 ngày tiền ship, mà shipper tốn gần 10 ngày, 8-9 ngày, 10 ngày, ngày nào cũng phải gọi, sáng gọi thì hẹn chiều, nói chiều về, chiều gọi lại, nói giờ chưa về kịp. Mà mọi người nghĩ là một cái đơn hàng mà hẹn giao đi giao lại 10 ngày, mà mấy bạn nếu mà mấy bạn phải chở theo, không chở theo, thí dụ mày gọi cái nó nói giờ nó có nhà, là mấy bạn phải quay về, mấy bạn chở một cái đơn hàng của nó đi giao riêng, thấy phiền không? Mà nó đặt đồ là áo sơ mi 4-5 cái, 6-7 cái, rồi tới cái lần cuối cùng, tới cái ngày thứ 9, thứ 10 vậy đó, shop chửi quá, cái nó lấy, mặc dù nó đéo đi đâu á, nó ở nhà đó, cái nó kêu tôi vô cho nó thử, phải điện lại cho shop. Shop nói thôi cho nó thử đi, tại cũng giao nhiều rồi, 9-10 ngày thử mặc vô. Tôi thấy là đối với tôi là cái đó nó mặc được, nhưng mà nó nói là bây giờ chật quá, shop này mai kỳ quá, mai giật ngược lên gì đó, tại nó có cái bụng. Xong nó đéo lấy, nó không trả tiền ship luôn. Rồi thì mấy bạn coi cái đó có phải là cái hành vi là coi thường sức lao động của người khác không? Nó không lấy hàng, nó hẹn hết cái này người khác, một ngày gọi cho nó 6-7 cuộc, nó thích thì nghe máy, nó hẹn, nó không thích nó không nghe máy, rồi đủ ca quỷ. Mà shop thì nghe là nó giao 9-10 ca vậy, mà không phải một lần, cái thằng này nó không phải một lần, mà gần như là cái đơn nào của nó toàn đặt là 3 cái áo sơ mi, mấy cái áo thùng, mà mỗi đặt một lần là 4-5 cái, 6-7 cái, tiền là tính ra tiền 900 ngàn tới 1 triệu không à. Tức là shop người ta chốt được cái đơn đó người ta rất là mừng luôn, nên người ta cứ kéo giao lại hoài vậy nè. Mà khi mỗi lần mà shop hỏi nó sao không nhận hàng á, nó giờ nó kẹt đi đường dài rồi, vài bữa nó dễ lấy, nó uy tín thì nó điên lần, nói chung là nó tỏ vẻ là nó uy tín, nó có tiền, nó không có bơm hàng. Xong rồi tới lúc mà gặp được nó thử xong nó không lấy, nó không trả tiền ship. Mà mấy bạn biết á, khi mà shipper giao á, muốn được lãnh tiền công của cái đơn đó thì đơn đó phải là đơn thành công, tức là phải giao thành công thu được tiền, hoặc là không giao được thì phải thu được tiền ship. Thì mấy bạn nghĩ giao tới giao luôn, ngày nào cũng gọi nó 5-6-7 cuộc, nó không nghe máy, 8-9 ngày, 9-10 ngày, thậm chí có lần á, cái thằng đó tôi giao nó một đơn shop kéo lại 4 lần là phải gần 15 ngày mới giao được. Xong vô nó thử, nó thử một buổi, nó thử hết 4-5 cái luôn, nó không lấy cái nào, nó không trả tiền ship luôn, là công cốc gần nửa tháng,
không không giao được đơn hàng, không có gì hết trơn á. Rồi kèm theo đó là nắng mưa, rồi chở theo cục hàng mà mọi người biết 4-5 cái áo sơ mi á, nó xếp lại á, thì cục hàng đâu có nhỏ đâu, nó choáng chỗ nữa. Nói chung là rất là bực mình, rất là ức chế luôn. Mà cứ tầm khoảng 1-2 tháng cái nó đặt đơn nữa, đặt đơn 1.900.000, 1.2 triệu, 4-5 cái áo thun, 4-5 cái áo sơ mi vậy đó. Xong cái nó hẹn từ ngày này qua ngày khác. Tức là bây giờ tôi kể á, thì mọi người nghe nó chỉ đơn giản đó là hẹn xong rồi không lấy, rồi nó bực dọc, vất vả, bực tức vậy thôi. Nhưng mà khi mà shipper á, mà gặp những cái thằng khách như vậy á, trong cái khu mình mà có một cái thằng khách như vậy á, rất là bực ức chế luôn. Thấy cái tên của nó là thấy quế tới là thấy cái ngày đó là hết muốn làm ăn gì đó. Thì nói đây cho sẵn, nếu mà mấy anh tài xế có nghe được á thì xem lại coi thí dụ mình ok thì không có vấn đề, còn nếu mà lỡ trước giờ mấy anh có như đối xử vậy thì nên xem lại, làm vậy thất đức lắm ha. Thật ra là video này tôi rất là bực mình, mà chiều này tôi cũng mới quỷ của nó một đơn nữa, vì lý do là 6-7 ngày nó không lấy, xong đem vô nó thử và nó cũng đéo lấy, nên là bực quá tôi bóc phốt luôn. Mấy anh tài xế coi lại ha, sống sao để đức cho con cái, chứ hẹn vậy không lấy kiếp sau coi chừng làm shipper á. Alo, em shipper giao hàng tiết kiệm á chị, tại số của Mỹ Phượng ở Chợ Gạo không chị? Có đơn hàng nào để địa chỉ thị trấn Chợ Gạo là giao đâu chị? Trung tâm tỉnh Nguyễn á. Chị phải ở thị trấn không? Ở Chợ Gạo, ở Chợ Bến Chanh á. Chị biết chị ở xã nào không? Xã Lương Phú B nè. Xã Lương Phú B hay là xã Lương Hòa Lạc? Ở Lương Hòa Lạc thì mốt chị đặt về Lương Hòa Lạc, cái sao ghi địa chỉ thị trấn Chợ Gạo. Thị trấn Chợ Gạo nó cách Lương Hòa Lạc tới gần 20 cây luôn mà. Ủa đúng rồi. Rồi rồi để em chuyển lên nha. Để xóa cái TikTok đi chị. Vậy hả? Xóa cái địa chỉ cũ á, đổi cái địa chỉ mới thành Lương Hòa Lạc đi. Vậy hả? Rồi. Cái hai cái thằng của cái shop Lữ gì nè đúng không? Lê Dương Lữ Ngọc này là nếu mà trả về là 50 ngàn một đơn á. Ôi lộn ra giùm em ơi. Ấy là lộn ra. Chị thử xong chị để về vô là em ăn 400 mấy luôn á. Nó mà khiếu nại cho thử cái là 200 ngàn đơn á. Lấy cái đồ thể thao hả? Hai cái bịch màu trắng là 100 nè.